đi, tập gạ lên giống như nãy thầy chỉ, thấy không? Nhớ quan sát, thấy không? Rồi, quan sát chưa? Đúng rồi, chính xác. Rồi, đạp gạ tiếp. Này là ngoài khu dân cư, chút xíu nữa sẽ có thông báo tiếp, ha. Rồi, nhưng mà phải để ý, những cái xe lớn nó sẽ che khuất tầm nhìn, ha. Thì mình sẽ để ý cái đèn, coi như thế nào. Xe nào mà lú lú ra thì bóp kèn ha. Rồi đèn không có ha. Rồi đi tiếp. Em đạp ga tiếp nữa. Đây là một ngọc Vidan các bạn. Rồi tiếp tục đi chính giữa làn đường cho thầy. Đạp ga tiếp. Rồi thì sau khi đi với mình thôi thì bổ túc xong là chiều về thầy sẽ có hiện tượng là đi với mình không tập được cái gì, tập chỉ có biết đạp ga thôi. Nhưng mà đạp ga mà ẩu ẩu là giống như bên kia, thấy không? Thấy chưa? Đó, cứ đạp ga nhưng mà trong phạm vi cho phép các bạn nha, chứ không phải là các bạn muốn đạp là đạp đâu ha. Mình vẫn cho các bạn sử dụng ga rất nhiều đối với những các bạn lái mới, và đặc biệt các bạn mà lái yếu mình cũng cho các bạn đều đạp ga hết. Khi các bạn đạp ga qua cái dớp đó thì các bạn sẽ lái tốt hơn, tự tin hơn rất nhiều. Giống như bạn này hồi sáng là mình năn nỉ lắm, năn nỉ nhiều lắm để đạp ga, giờ bạn đạp ga quá trời, nhiều khi lâu lâu đạp lố tốc độ nữa còn không biết, sướng quá. Ok, để thầy rửa kiếng cho nó sạch sẽ, cho nó mát mẻ chút xíu. Cho mát mắt đi. Rồi tiếp tục. Rồi bây giờ em để ý cái đèn xanh đèn đỏ cho thầy, tại vì thấy nó hai màu xanh đỏ đỏ luôn, xanh xanh luôn, đúng không? Rồi em cứ đi thẳng, không cần phải chuyển lại chưa. Rồi em đạp ga lên. Còn nếu mà trường hợp có xe mà nó mở xi nhan trái là em chủ động em chuyển vô vậy thôi nha. Rồi đèn cung màu cung dây là mình được phép đi thẳng đây. Và đặc biệt luôn, các bạn nào lái cứng thì mình sẽ chỉ thêm luôn ha, mình chỉ thêm luôn. Các bạn thắc mắc là tại sao mà có cái mũi tên dưới đường quẹo trái mà các bạn bao hồi người ta đi được, bao hồi mình không dám đi, đúng không? Em cứ đi đặt ra lên, mình sẽ giải thích. Cái mũi tên dưới đường quẹo trái nhưng mà nó không có biển báo hướng dẫn thì coi như là các bạn đi vẫn được, nhưng mà các bạn phải canh làm sao cho bạn hợp lý, có xe quẹo thì các bạn sẽ không cản trở xe quẹo vậy thôi, thấy không? Alo alo nghe à. Rồi rồi ok, cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Rồi rồi, ở đây xuất hiện cái biển báo gì nè, khu dân cư đúng không? Rồi đi đi, 60 đặt ra cũng là đèn gì, đèn một màu đúng không? Phải nhìn xa trông rộng nha. Rồi màu khoảng chuyển len à thầy? Không có chuyển len, một màu mà trên là hai màu rồi mình mới đi thẳng mình chuyển vô, đúng không? Và quan trọng là mình phải để dưới đường nó có mũi tên đi thẳng, mà đèn hai màu mũi tên đi thẳng và quẹo trái thì cũng đi làn này được, phải canh đèn. Nói chung là phải canh đèn, sau này các bạn sẽ hiểu. Còn giống như ông xe tải đó là ông không được đi bên trái đâu nha. Ông che hết à? Đúng rồi, che hết. Ông là nếu mà đúng ra có một cái bản báo là gặp làn. Rồi đi tiếp. Hello. Rồi sáng giao đúng không? Rồi xong giờ giao lại đúng không? Trời ơi, giờ đang dạy, đang đông xe mà chuyển cái gì? Nha, đang đông. Chừng nào chút xíu trống vậy chạy chuyển cho. Rồi đạp gà tiếp. Cái bà làm như là ở nhà. Rồi đạp gà lên. Bên phải trống chuyển lại vô phải. Quan sát. Làm như là cái lúc nào cũng rảnh. Trăm mấy tí chuyển đúng không? Bên kia hối á? Sợ bên kia hối ta. Đó. Quên nãy lúc mà nghỉ ngơi quên. Giờ mới nhớ. Giờ lúc mà đang căng thẳng thì chuyện khổ đi. Giờ vẫn là 60 nha. À, chứ không phải là thấy là mình đạp đâu. Ông xe đó là đúng ra là mấy ông đó. Cậu ông vô chồng ông đi chứ không có đi ngoài đó. Đạp ga lên khổ lắm, nó
các bạn thấy không, những cái nhiều khi xe đi quá trời luôn, nói chung giữa nhà mà đi, mình đi chậm thì mình vô làn trong đó, mình mà lúc này mình vô làn trong lại thì xe lớn nhiều quá cũng sợ, thì bắt buộc cũng phải đi làn của xe bên trái. Phải đi nhanh. Đúng rồi, bây giờ ông kia ông cũng đang đi 60, mình đang đi 60, còn ông nào bóp kèn thì kêu xin mời ông lạng lách đánh võng đi qua, cứ đều 60 là ổn. Trời ơi, đá ông chằn má ơi. Xe này chở mấy cục đá cẩn thận nha. À, xe tù bữa bị nứt kín chút xíu nó dằn cục đá xuống á. Đúng rồi, giảm nhẹ nhẹ lại chút xíu. Anh nào lên thì lên đi, tôi không dám lên rồi đó. Rồi bây giờ mình đạp nhẹ nhẹ, khoảng cách thì lại cũng an toàn rồi. À, chứ không phải là mình không dám đạp phải không? Nhưng mà đạp đâu lố tốc độ sao đúng không? Anh số nét này lên rồi đấy. Rồi nhường trong này lên luôn rồi đi tiếp. Nói chung là mình dành một cái để chi đá dằn nguy hiểm lắm nha cả nhà. Nứt kiến không giỡn đâu. Thì nứt kiến thì bạn cứ vào coi clip mình có hướng dẫn cho bạn cách đi hàng á nha. Hàng kiến lại, giữ lại kiến zin. Mà giữ luôn cái phim lại đỡ tốn tiền dán phim. Còn mà nứt dài á, nứt dài thì các bạn sẽ phải đi thay mới nha. Còn ít thì mình cứ dán lại thôi. Mà giống như cái lỗ kim á, 60 nhẹ cái khúc này hơi nguy hiểm. Giờ đi tiếp. Các bạn cứ đi đúng tốc độ, đi đúng luật giao thông đường bộ. Thua thì chung, đạp ngang lên. Bây giờ người ta đã để hai cái bảng gõ gàng luôn là trong khu dân cư rồi. Nha. Đó, hai con mắt xanh. Chờ đi tiếp. Mắt xanh. Thôi nhìn xa đi. Bên trái, bên đường. Chờ đi tiếp. Đạp ngang lên. Người ta để bảng khu dân cư rõ ràng rồi, chạy nhanh thì chịu thôi. Còn nếu mà nó để một bảng á, thì lúc trước mình có nói, tại vì bị che khuất tầm nhìn. Nhưng mà bây giờ người ta để bảng ngay cục đửa đèn chính giữa, mình không có thể trách ta được, phải không? Ở đây mà không hạn chế tốc độ, không bắn tốc độ là thôi mấy ông chạy kinh lắm. Rồi đạp ga nhẹ lên, đạp ga lên, đúng rồi. Rồi có bên trái trống không, chuyển làn quanh trái chắc là 60 giảm lại. Đó ông xe tải đó đi cũng qua bên làn xe ô tô con đi rồi đạp ga lên. Bình thường không sao hết. Bình thường không sao nhưng mà có chuyện đụng chuyện nó sẽ khác các bạn. Giống như vô làn xe máy vậy, bình thường không sao hết nhưng mà đụng chuyện nó khác. À rồi đạp ga. Có ví dụ mà vô làn xe máy mà xe tải mà đụng hai mẹ con đó, xe ôm á, ở hơi nông xe ôm thắt được đó, rồi cuối cùng cao bạn cưng này nọ làm hết, xe nào vô lụm, em đang dạy không có nhắn được nên cái gì anh thầy Hải chuyển khoản xong nhớ báo em tí nha, sợ em quên á. Giống như bữa không báo em tưởng là chưa chuyển cái tháng 3 tháng vừa rồi. Đó, tự tin hẳn liền ha. Thầy ông 61 này độc lạ Bình Dương. Vậy không à, nếu mà nãy không dưới ông 61 này là mình đề ba là lẹ lắm. Tại sao? Xe con sẽ đề ba nhanh hơn. Rồi đặt ra tiếp.
đó đây nè, thấy không, hai bảng nè, thấy không, thấy mà, thấy không đó, ta gõ gàng vậy luôn á. Rồi let's go, đạp ga tiếp chút xíu, trên kia có 70 và có 50 ha. Ôi xe bốc khói luôn. Rồi đi tiếp, đạp ga lên, xin được. Rồi đạp ga tiếp, em coi bên phải trống không, chuyển này cho phải giùm thầy đi, cái xe nó đi chậm quá mà đi bỏ ngoài, đạp ga lên đó. Rồi đạp ga tiếp, thì giờ anh đi chậm quá mình bò ngoài cản trở lưu thông quá. Giờ mình mới qua này. Đúng rồi, đạp ga lên mở xi nhan trái. Đúng rồi. Đạp ga tiếp. Khi mình đã chuyển làn qua mình đạp ga liền. Đây mình được 90 mà, đạp ga lên đi. Cứ mạnh dạn lên để cho mình khuất cái, bỏ bớt cái khuất cái tầm nhìn của xe tải này để che ha. Đó, để trước rồi đạp ga tiếp. Nó dặn thấy chưa, rồi đi tiếp một gà to quá nói sao nhớ nó chán lại mà tùy kỳ thế ta. Rồi đạp ga lên, nó dặn muốn xót xe luôn. Chậm hôm qua thầy đi lên khác à? Đúng rồi, đạp ga đi. Bữa giờ là thầy thấy nó chặn rồi, nó chặn là nó đang chám rồi, chám rồi, tưởng là sạch sẽ lắm mà nó màu trắng luôn. Rồi đạp ga lên đó, nhanh đó, dứt chút xíu lên đây có bạn 70 và bạn 50 nha. Mắt không thấy rồi bạn, mắt gần quá, bỏ xe nhanh phải vô giùm thầy đi, quan sát chưa. Rồi thấy bạn 70 không đó, 70 sẽ có 50 ha. Đó, thấy bạn 50 không, thấy. Ok đi tiếp. Ở chậm chóng không? Chóng. Chóng hay chuyển làn vô. Rồi. Giờ thấy các bạn hết giới hạn mọi lệnh cấm không? Dạ. Rồi. Từng sóc xe bạn. Mà đặc biệt là cái vỏ Evenza này tốt nha. Mình đang chuẩn bị đánh giá nó là khoảng 100.000 cây, đạp ga lên. 100.000 cây. Bị học viên xuống hố rất nhiều. Giặt rất nhiều nhưng mà cái vỏ không xi nhê gì hết. Còn vỏ nào yếu mà giặt xuống một cái là nó bị phù. Mình đánh giá vỏ Evenza Meletta này ok. Của mình là Evenza nhưng mà Meletta. Đó. Thương hiệu Việt Nam, xài đi 100.000 cây và đặc biệt học viên lái không đi. Rồi đạp ga tiếp. Học viên lái mà đi đường đèo, đường dốc, đường ổ gà, ổ voi các kiểu thì các bạn đã coi cái clip mình đã theo dõi thì các bạn sẽ hiểu. Thì cái đợt này mình sẽ đánh giá lại cái vỏ này. Thì khi mình đi đỡ cỡ 90.000 cây là mình thấy cảm giác là nó hơi mòn, là nó có độ mòn này. Em đạp ga lên nữa, nó có độ mòn. Mở xi nhan phải giúp thầy. Rồi lại lại vô. Rồi chậm lại ga thẳng lại bớt. Mà đi thẳng luôn đi. Định vô làn trong các bạn, định vô làn trong để mình đi tắt á. Nhưng mà thôi đây nó chưa kẹt máy. Đỏ trời nắng hay chánh đen ha. Đó là ổ gà. Chờ mưa chánh trắng, nhưng mà hồi nãy các bạn thấy rõ ràng không? Em cứ đi theo xe tải, xe trắng cũng được. Mở xe nhanh trái qua xe trắng đi. Mở xe nhanh trái, mở đi, xe nó đang cụp vô mà. Thầy biết có xe nhưng mà xe đang cụp vô, thấy không? Hiểu không nè? Đó. Giờ tắt. Giờ khoảng cách ra. Thì nói chung á là cái vỏ xe này theo mình đánh giá nha, có vỏ zin á mình đi cỡ khoảng 70.000, 60 mấy ngàn, 70.000 là nó đã mòn, đã mình thay rồi. Còn riêng cái vỏ này mình thay vô là đầu tiên là mình, nói chung là mình toàn là đi đèo, đi Đà Lạt, đi đường dài,
các bạn muốn đánh giá một cái vỏ là các bạn phải chạy thực tế, và đặc biệt nữa mình đi đường đèo, đường dốc và đường quốc cao tốc rất nhiều. Cái vỏ mau mòn á là các bạn phải đánh giá nè, đi đường dài. Khi đi đường dài nó nóng lên nó mới dễ mòn. Còn khi mà các bạn đi ít, các bạn đi xong các bạn nghỉ, các bạn đi tiếp các bạn nghỉ nữa thì nó sẽ độ mòn nó sẽ thấp hơn. Tùy theo cái cung đường nữa. Cung đường nữa. Mình thì đi đèo tất cả, mình cho học viên đi rất nhiều những cái cung đường đèo, đường 6, đường 20 28B rồi 28 này nọ, thấy không? Đó, đi rất nhiều. Và những ổ gà thì mình đã coi học viên nói rồi, khi đã vô xe á, xe vô ổ gà ổ voi này nọ, nói là xe thầy mà lo gì. Rồi đi tiếp. Sót lắm bộ bạn, nhưng mà phải chịu thôi, đúng không? Bình thường chuẩn bị thay cục tập cuộc sau nữa. Bữa đi Đà Lạt chở full tải luôn mà phuộc nó đã yếu rồi, nó bị xì. Xe này nó bền nhưng mà có cái những cái lặt vặt nó dễ khó chịu, phuộc motor quạt dễ bị hư bạc đạn, cháy motor. Cái bạc đạn thôi nha, chứ mình không nói motor nha, cái bạc đạn. Các bạn gơ thì xe nó máy nó cái motor nó quay không nổi, nó sẽ bị cháy, nên các bạn cũng phải để ý. Nếu mà nói về xe hàng xu, các bạn để ý nha, cái quạt mình đó, các bạn lội nước, các bạn đi nước thì các bạn hạn chế mở máy lạnh nha. Rồi nhích lên chút xíu nữa, để lái qua bên phải chút, tại anh kia anh bự quá. Đi xe máy chạy ghê nhưng lộn. Rồi đi tiếp. Cung đường này chắc đông xe hơn Đà Lạt này hả? Đông. Tùy theo chứ. Con đường này lúc nào nó cũng đông mà. Về là đông. Nên thầy nói là về là cứng, cứng ta lái cứng ngắt à. Nhưng mà tự tin đúng không? Còn ban ngày buổi sáng mà đi thấy cái này là víu rồi, phải không? Buổi sáng thì chưa quen lắm. Sắp cuối buổi huấn luyện này mà phải có tiến bộ chứ thầy hả? Xe chạy được rồi. Nhiều khả năng cũng phải, nguy cơ bị phạt nhiều đấy. Phải trải nghiệm, phải quan sát, quan sát định hướng và xử lý. Muốn kịp vậy à, không kịp dừng lại. Ôi xe ben nó chạy theo gào đó, mình cho nó bụng, nó nằm giữa bụng ha. Thì cũng giống như nãy thôi, chạy lên cái mở xi nhan trái chuyển làn quanh kia để nhường cho những anh em xe tải xe công ta đi nha. Xe nhiều á, đèn có ba nhân trạch nha bạn. Khi đậu lâu nè, thấy không? Đậu lâu trả lời chính nè, đúng vậy. Đó là không bóp nha bạn. Các bạn có thói quen mà trả lời chính nè mà các bạn bóp là coi chừng qua số dê nha. D nè, thấy không? Đẩy lại lên nè, nhẹ nhàng qua chính nè, cái chữ D nè. À, đẩy nhẹ nhàng lên chính nè. Bóp làm rạt. Bóp cái nó đẩy qua kia luôn, kéo xuống cũng vậy. À, nhớ các bạn nhớ bộ số này nha. Các bạn mà bóp cái nó đẩy qua số dê và bơi luôn ha. Tại các bạn không điều tiết được cái tay, các bạn đẩy nhẹ thôi. Đó, đây chính nè ha. Xi nhan sang trái mình tăng tốc. Đây. Rồi đi. Không gối liền ha. Đạp ga lên. Đi thẳng luôn, có xe công ở trên này mình đi thẳng. Tiếp tục. Điều ga. Mình được 90 lần đạp ga lên đi. Đó, mình đạp ga xong cái mình qua sau đó. Giống như Xpander chạy qua bên đó xong cuối cùng phải quành qua lại ngược lại nè. Không, người ta sẽ chuyển làn qua lại nè. Vậy thôi, mình phải đọc được cái những cái tình huống, nhìn xa trông rộng á. Rồi thấy cái gờ cái cầu không đó, mình thả chớn, thả chớn rồi không cần thẳng. Rồi đi tiếp đó, nhẹ nhàng rồi đạp ga lên.
bên trái trống chưa? Rồi. Trống thì chuyển làn qua luôn, tập cho nó quen. Rồi tiếp tục gia tốc. Phải nhìn xa trông rộng, phán đoán mà quyết đoán, thấy không? Mấy xe máy đi vào đường quốc lộ 51 này cũng cẩn thận nha. Khúc này còn đỡ, cái khúc mà ngay chỗ mà các bạn mà về ngay chỗ Sơn Tiên á, trời ơi nó xấu, vô cùng xấu. Xấu gần tôi rất nhiều luôn, cái đường cực kỳ xấu. Rồi em cứ đi bình thường, em cứ đi bình thường. Thả chớn trước. Thả chớn trước. Cho trái ngó phải, thả chớn okay. Rồi đi tiếp. Bây giờ làm chi khúc này? Còn nếu mà không có thầy thì mình thắng lại. Yeah. Nhưng mà thầy vẫn cho đi những cái khó. Mình vẫn cho các bạn tập những cái khó nha các bạn, chứ không có tập mấy cái dễ. Đi thẳng không thầy hả? Ôm dòng xiến, quẹo trái lên cầu tốc. Rồi em cứ đi lên. Rồi đạp ga lên. Ôm dòng xiến mình sẽ đi vô này nè. Tại mình ôm sát mà. Chừng nào dù mình đi kia khác ha. Rồi em ghi vô. Đúng rồi, ghi vô. Rồi chạm lại. Đó. Rồi nói đua theo mấy xe này nha. Đừng có chen qua nha. Mấy anh lớn không đó. Cho nên anh sẽ bò bánh chặn lại mình mới vô được. Anh for Everest. Con vuông đẹp hơn. Mình lên kia. Mình sẽ đi thẳng qua bên đó. Các bạn nhớ nạp tiền cho tài khoản nha các bạn ha. Tài khoản gì thầy? Tài khoản thu phí không dừng. Rồi đi kìa. Buông thẳng. À, hẹn gì? Đi. Chứ mình vô mình không nạp vô nó giữ lại à. Nạp kìa. Tiếp tục. À là nó soi được xong rồi nó cho mình đi luôn. Đúng hả? Rồi, mình dán thẻ. Coi ông nằm chèn nè. Coi ông chèn nè, cưng rồi. Bắt nạt lại mới à? Chèn cứng rồi hay chèn lắm. Trời ơi, chèn đi. Mấy ông bộ muốn ép ngay giống như bánh tráng trộn luôn giờ. Nguyên tắc bàn chân phải, thủ chân thắng. Cho nó trôi, thấy màu xanh thì mình đạp ra. Còn thấy nó không dở lên mình cứ dừng lại. Rồi đi tiếp. Nói nhiều đạp ra lên tự nhiên được cho mình phản xạ tí chiều về thoải mái ngay. Rồi lúc này em nhập làn ha, anh để cái chữ nhập làn thì lúc này em mở xi nhan trái nè. Yeah. Tối thiểu 60 à, hết rồi, hết giới hạn 60. Có bên trái có xe không, đạp ra lên nhập làn phải tăng tốc nữa em. Đúng rồi, nhập làn phải tăng tốc nha. Rồi mình đi làn này, mình đi chậm là mình đi làn này. Yeah. Rồi giảm lại cho này nó qua. Tiến về Sài Gòn. 120-60 Long Thành Dầu Dây. Min là 60. Làn trong cùng là khẩn cấp. Khi không cần thiết thì đừng bao giờ vô. Khi nào cần thiết và khi nào không cần thiết. Khi cần thiết là khi xe mình bị ban, bị hư, bị bể bánh, có sự cố thì các bạn sẽ tấp vô đó. Cảnh báo, bấm cảnh báo. Nếu mà không có bánh cảnh báo thì các bạn sẽ lấy đồ vật cản, các bạn để cảnh báo cho người ta biết. À, và thứ hai là các bạn có thể bẻ nhánh cây ven đường để các bạn làm cảnh báo cho người ta. Và thứ ba đặc biệt là các bạn phải check Google, các bạn phải kiếm là cái số khẩn cấp của bên cao tốc để người ta hỗ trợ cho các bạn. Nếu các bạn hết xăng thì người ta có thể mua xăng cho các bạn. Và số km này là giống như địa chỉ nhà của các bạn ha. À, tôi đang ở cao tốc Long Thành, đang hướng về lại thành phố Hồ Chí Minh, đố km thứ 21. Người ta sẽ biết các bạn ở đâu.
và các bạn kết kết bạn Zalo của ta, các bạn ở trên vị người ta biết đó. Đường thì là cao tốc, nhưng mà số nhà ở đâu là những cái số km bên phải của mình, đó là địa chỉ nhà à. Cầu Long Thành to đợi đi tiếp đi chơi, ngồi sau được ngắm cảnh, lái xe được ngắm cảnh, nghỉ giữa chồng chút, nghỉ giữa chồng lái xe nhìn đường thẳng, nhìn đường thẳng từ từ sẽ quen. Lúc đầu mình nhìn một đường một hướng một đúng không, sau này mình nhìn nhiều hướng đó không, rồi mình quan sát được cảnh này nọ, quan sát được đường, rồi quan sát ngắm gái này nọ các kiểu, giờ chưa dám ngắm đâu, vợ đi ngang kế bên còn không biết nữa, dập liếc người quen người thân đi kế bên còn không để ý nữa, nói chi ai cũng vậy mà mới còn đang tập trung lắm, cao độ lắm. Chứ ai cũng vậy, mới học xong ra đều cứng ngắc hết, là thầy mấy thầy bổ túc ấy sao đúng không, trời ơi giữ khoảng cách ông đó bám chặt bám sát quá, mà mình giữ khoảng cách là có người chen vô rồi đập ga lên, ba chiếc đều bám sát hết, mình cứ giữ khoảng cách như vậy. À, địa phận Hồ Chí Minh ở đây giữa cầu à? Đúng rồi, bên kia Long Thành, bên này Nhân Trạch, còn bên đây là Thành phố Hồ Chí Minh. Mai mốt con cầu bên trái rồi. Cầu đó xây được gần nó còn mấy nhịp để chui sông nữa. Wow. Quảng bên trái ha, cái cầu lớn ha. Yeah. Rồi đi tiếp. Quảng cáo Volvo kìa. Muốn thắng nha. Xe bạn nào mà chưa dán ETC thì phía bên này trái đều có à, có dán không, nhưng mà lưu ý nha, lưu ý các bạn, lưu ý khi các bạn dán ETC các bạn phải coi tìm hiểu coi ở chỗ đó nó có cái bị cấm đầu cấm dừng không. Trên quốc lộ 1A xa lộ Đại Hàng á, đập ga lên ngay chỗ mà An Sương á, chạy không biết An Sương các bạn thấy không, khi các bạn đậu mà các bạn dán thẻ ETC có thể bị phạt nha. Bạn sẽ nhanh phải vô rồi đập ga lên, mình đi chậm mình sẽ vô trong. Mình cứ đi thẳng đó, xe bắt mượn ở bên phải quá trời luôn. À, bây giờ mình sẽ chết vàng coi đi vô đường nào. Xem nó có bị kẹt đường không thầy? Đúng rồi. Rồi đi tiếp. Thế cái đấy là vô trang web à? Nó có vô Google Maps thôi. Chích ra vô Google Maps thôi. Nói chung là check Google đó. Tại thầy giỡn thôi. Tưởng là check sao kê à?
Ok, hôm nay đường đẹp quá vậy, không có kẹt. Ngày thứ hai mà. Không, buổi sáng thấy xe đi ngược đông thật. Người ta cứ Võ Văn Kiệt hả thầy? Đừng nói báo ảo nha, báo ảo tới đó là kẹt tới cũng chuyện nha, ông U. Rồi đập ra lên 4:10. Sao nay hiện vậy nay không có báo ảo, không có báo kẹt luôn, trời ơi thiệt, không nậu sợ mấy ông lắm rồi đó. Hồi hôm nào không kẹt à thầy? Đúng rồi, đi xếp tập ra đó. Nữa coi mình chơi trống hay chuyện nha, có xe lên rồi giảm nhẹ cái chân ga lại cho xe, khi nó qua cái mình mở xi nhan trái mình qua. Thấy không? Giờ mở xi nhan trái, đúng rồi, mình sẽ dựa theo xe đó, rồi xe nó vừa qua cái mình dựa theo từ từ, đúng rồi, đặt ga đó vậy thôi ha. Cái lại lại nhẹ thôi, mình hơi bị cục vô qua. Cho nên tôi thấy cái này xanh lè luôn, trời nãy thấy nó vàng rõ ràng luôn, đừng có đùa nha. Đẹp quá, cũng nghi ngờ. Ừ, bây giờ mình sẽ đi thẳng luôn. Và đặc biệt các bạn cần lưu ý một cái địa điểm cực kỳ nguy hiểm, nhạy cảm ở khúc này, chút xíu mình sẽ làm cho bạn coi nha. Tại vì anh đang đi làng trong, xe nhập làng đi ra thì anh công anh bóp kèn để cảnh báo, sợ mấy anh nhập ra đó, nhập ra nguy hiểm phải cảnh báo trước an toàn, nhiều khi không quan sát ẩu là ra là tiêu. Giờ các bạn, hôm nay là mình lại đi trên con cái làng chính để mình đi ra ra Mai Chí Thọ các bạn, để mình về lại hầm sầm Sài Gòn. Ở đây các bạn cần lưu ý chỉ gì ở khi mà các bạn đi ra về trái về hầm Sài Gòn, sầm Sài Gòn, nhiều anh em đã bị thất thủ nha, cả nhà nhớ chú ý nha. Mình đường đang làm còn lởm dởm ha. Thật sự hôm nay mình thấy đẹp, cái mình nghi ngờ luôn đó, ủa sao hôm nay mà đường nó thoáng luôn, nó không có bị vàng luôn các bạn, nãy nó mới thể hiện gì vàng bây giờ không thể vàng luôn. Lý do là tại sao, là 4 giờ trở lên là bên trái không có quay đầu được. Đúng rồi 4 giờ chiều là 16 giờ là không được quay đầu, nên không có xe quay đầu này càng nó đỡ lực, cái đường nó thoáng lắm. Rồi mình đi thẳng tiếp. Anh em nào mà về hầm cầu Sài Gòn thì mình sẽ đi bên cánh phải ha, mình đi thẳng tiếp. Khúc mà này anh em về mà quẹo trái ha, quẹo trái thì anh em nhớ lưu ý giùm mình, anh em dễ bị mất bánh mì lắm, dễ bị mất bánh mì lắm ha. Rồi cứ đi theo xe đen cũng được, rồi anh em chạy cho. Rồi cái nhà mà đang trên đường về cao tốc Long Thành, các bạn về là Thành phố Hồ Chí Minh mà đặc biệt về đại hầm sông Sài Gòn thì các bạn cần lưu ý vấn đề ở đây rất nhạy cảm nha, là dễ bị phạt lắm. Rồi em đi. Thứ nhất á là nếu mà mình đậu gần đây thì mình không có sợ ha, cái đèn nè đó không có sợ, nhưng mà các bạn mà đậu phía sau thì các bạn lưu ý giùm mình nha, cẩn thận giùm mình. Rồi em cứ đi, mở xe nhanh trái giùm thầy đó, đèn là ok ha. Rồi đi theo xe đó để quẹo trái nha. Từ từ không có lớn. Rồi đi thẳng lên. Rồi đi thẳng lên, đi thấy xe đèn. Rồi. Ở đây bạn các bạn nhớ cái cột đèn này giùm mình. Đi xe mặt. Đúng rồi. Ở đây các bạn chạy ở đây các bạn sao không để ý cái đèn này đâu? Cái đèn này nè. Cái đèn này rất quan trọng, nó hiện thị màu đỏ lên đó. À. Em nghiêng qua đây. Đúng rồi. Cẩn thận. Mẹ cái nha, chúng mày giỡn đâu. Này, cẩn thận cái đèn này nè. Đó, nó mà đỏ cái mũi tên về trái. Thấy không? Là các bạn phải dừng lại nha. Thấy không? Rồi đi tiếp. Rồi, em đi quẹo.
đi tiếp, để thẳng lên. Chút xíu mình sẽ đi bên phải ha. Cái nó nếu bạn mà đi lỡ đến đó là các bạn phải dừng lại. Nếu mà đèn đỏ, mũi tên đỏ nha. Ở trong thì chỉ có 50 thôi ha. Mở xe nhanh phải giùm thầy. Mình đi được hai làn. Ở đây hai làn kia là quẹo trái, còn hai làn này đi thẳng. Và đặc biệt đi vô làn trong á, là các bạn sẽ được đi thẳng luôn, không cần phải dừng. À, không cần phải dừng, các bạn thấy không, rõ ràng không? Còn hồi nãy mình đi á, nhớ là mình phải đi bằng chân thắng, tại vì xe máy nó vẫn còn nhiều, mình đi đạp là đạp chân ga mình nhóm nhanh quá, rồi xong cái xe người ta chạy ngang qua cái mình thắng cụp lại, ở sau nó sẽ qua đích mình. Mình cứ tàn mình đi, người ta sẽ giảm lại hoặc là người ta qua là đi không sao. Còn nếu mà trường hợp mình giống hồi nãy mình nhóm ở trên đầu thì không dướng, nhưng mà phần sau dưới ta dướng, giống như nãy có chị sao nó mém dướng rồi đó mà không biết có dướng chưa. À, rồi dướng mà cái tay cầm mà cái ghi đông mà của xe gắn máy mà giống như cái hướng người ta đang đi qua, giống như mà xe mình đang đi qua cái bả canh đờ vừa mình đi tới vừa cái lỡ mình thắng có chứng ngại vật mình thắng gấp cái kịch cái là bả dính đít liền, va chạm liền, thì cái tay cầm vô cái đuôi đèn là bể liền, nên cẩn thận mấy cái đó. Giống như mình chạy là mình chỉ cứ ngó trước thôi, tụi em là mới mà, còn sao va chạm cũng không biết luôn, quẹt cũng không biết luôn, đúng không? Chạy làm sao là đừng để cho đầu xe mình va chạm người ta, và đồng thời đừng để cho xe khác va chạm sau đuôi xe mình. Rồi đạp ga lên. Nhiều khi mình nhồi ga lên cái xong tự nhiên cái mình thấy xe kia ngang qua, mình thắng cái kịch này, ở sau người ta cũng đang tranh thủ ra chạy á, nó né mình nha. Mình thắng gấp quá anh ta xử lý không được, đâu phải qua đích mình. Nhớ cẩn thận nha cả nhà ơi. Rồi thôi bye bye cả nhà nhớ đón xem cái clip mà mấy cái clip mà mình nói là mình đi vô làn trong để mình đi nhanh hơn cái làn ngoài. Ở đây nha. À, còn bây giờ là hôm nay là ngày đầu tuần nên không cần. Rồi giảm tốc độ lên luôn, bỏ đèn. Thì các bạn muốn đi vô thì các bạn phải đi trên mũi tên thẳng làn đường đi thẳng nha. Nhập vô làn ống hộp nha các bạn ha. Rồi bye bye cả nhà nha, nhập ga vô giùm vậy. Tính theo lối đi thẳng.